Khánh Thi hé lộ nguyên nhân livestream khóc lóc giữa đêm. Vụ việc Khánh Thi livestream khóc nức nở, nói những câu chuyện tiêu cực và đăng loạt bài viết khó hiểu trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của netizen những ngày vừa qua. Mới đây nhất, nữ kiện tướng Dan Sport lần đầu hé lộ nguyên nhân livestream làm người hâm mộ lo lắng. Nữ kiện tướng chia sẻ, dịch Covid-19 làm cho người ta stress, gia đình không được gặp nhau nên cảm giác ai cũng có thể bị bệnh đem đến cho mình sự sợ hãi và đôi lúc Thi cũng có những khoảnh khắc lo lắng. Khánh Thi cho biết thời gian qua cô và ông xã sống ở phòng tập để dạy nhảy online, duy trì công việc không ở gần con. Đây là năm đầu đời của Kubi, con trai của Khánh Thi. Bé đi vào lớp 1 nhưng con không được đến trường, đang học online khiến Thi lo lắng. Ngoài ra mẹ Thi đang ở chung cư, bây giờ không chăm được mẹ, bản thân mình cũng rất lo vì người già dễ mắc Covid hơn những người trẻ tuổi. Hiện tại Khánh Thi cho biết tâm trạng rất tốt, tinh thần phấn chấn hơn, mọi thứ cũng tươi đẹp hơn. Qua đó người hâm mộ cũng phần nào yên tâm trước tình trạng của Khánh Thi sau nhiều dấu hiệu tiêu cực. Bên cạnh đó, Phan Hiển cũng có động thái giải thích vụ ồn ào vừa qua là cảm ơn mọi người lo lắng cho Khánh Thi hôm nọ và thời gian qua. Lâu lâu vợ em hay khùng chút nên mọi người thông cảm. Có vẻ như màn giận dỗi nhau của hai vợ chồng đã được hóa giải, làm lành nên giờ mọi thứ lại bình thường. Trước đó vào ngày 30 tháng 8, Khánh Thi và ông xã Phan Hiển chính thức lộ diện sau 3 ngày gây hoang mang vì tin đồn đứt gánh giữa đường. Trên livestream, Phan Hiển cắt tóc cho Khánh Thi, cả hai trò chuyện vui vẻ, thoải mái ôm hôn trước mặt hàng nghìn khán giả. Bà mẹ hai con trêu chồng, tào lao, đồ tào lao và được đáp lại ngọt ngào, I love you. Nhiều khán giả bày tỏ sự yên tâm khi thấy hai vợ chồng tình cảm trên sóng trực tiếp. Ngay sau đó, có không ít ý kiến trái chiều xuất hiện bên dưới các bài đăng của nữ kiện tướng. Nhiều anti-fan thậm chí còn tấn công cả bài viết Khánh Thi cùng chồng chuẩn bị mâm cơm cúng nhân ngày giỗ bố. Sau đó để lại bình luận mỉa mai cặp đôi cho rằng cả hai làm màu. Chuyện gì cũng đem lên mạng. Khóc xong lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bên vực Khánh Thi Phan Hiển. Đa phần đều cho rằng vợ chồng giận hờn là chuyện bình thường và mong cả hai sẽ vượt qua những sóng gió để giữ hạnh phúc. Không chỉ khán giả mà chuyện tình cảm của Khánh Thi Phan Hiển cũng thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật vì biết, trong đó có Ngọc Thanh Tâm, nữ diễn viên của series Tâm Sắc Tấm. Cụ thể, Ngọc Thanh Tâm tỏ vẻ bức xúc khi có một người bình luận không hay về Khánh Thi. Mới đọc được một comment này của một anh nam trên post về chị Khánh Thi, phụ nữ đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc hết đát thôi. Lại chúa tôi, phụ nữ như mật ong và rượu ý anh ạ. Mật ong vì ngọt ngào, cần chữa cái gì cũng cần tới, và rượu vì càng uống, càng say, càng nghiện, và quan trọng là không bao giờ hết đát nếu là đồ xịn, đồ authentic. Chuyện tình cô trò của Khánh Thi và Phan Hiển từng có khoảng thời gian gây xôn xao dư luận, tuy nhiên cả hai đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thử thách đến từ phía gia đình cũng như cộng đồng mạng để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Hiện tại cặp đôi có 2 người con, một trai, một gái. Thế nhưng mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển lại liên tục vướng phải nghi vấn rạn nứt vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Cũng từ đây, netizen bắt đầu đào lại chia sẻ của Khánh Thi về cuộc sống hôn nhân cách đây 2 tháng trước. Theo đó, vào ngày 22 tháng 6, nhân dịp sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi đã đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên ông xã, đồng thời tiết lộ cô từng nhiều lần giận la mắng chồng, thậm chí cả hai còn đánh nhau vài chục lần và có ý định bỏ nhau. Tuy nhiên cuối cùng, Phan Hiển và Khánh Thi vẫn chọn ở bên nhau. Giữa tin đồn trục trặc hôn nhân, netizen bất ngờ đào lại phát ngôn của Khánh Thi về trà xanh vào dịp lễ Valentine. Theo đó, kiện tướng Dan Sport cho biết, trà xanh hay trà sữa không quan trọng, quan trọng là người nếm có thể nếm trà đắng cũng được nếu họ thích. Vì thế đừng nêu câu chuyện trà xanh ra để nói về hạnh phúc của bản thân mình, miễn sao bản thân thấy ổn là được. Thấy vợ tiết lộ suy nghĩ về tiểu tam, Phan Hiển lập tức chọn cách giữ im lặng. Khúc này tôi xin phép không dám lên tiếng. Phản ứng đặc biệt của ông xã Khánh Thi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngoài ra, Khánh Thi cũng chia sẻ thêm, tình yêu của mỗi người đều trải qua nhiều giai đoạn, từ nồng nhiệt đến bão hòa, thậm chí có những lúc không còn muốn tiếp tục nữa. Vì thế, nếu các bạn còn cảm thấy cần nhau, thì hãy ở bên nhau, cùng nhau ngồi lại để đàm phán, chứ đừng đem mọi thứ chia sẻ lên mạng xã hội, vì điều đó vô tình sẽ đẩy mọi thứ đi quá xa. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, ghen tuông đúng đắn hay mù quáng, chỉ cách nhau một gang tấc. Sự xuất hiện của trà xanh hay trà sữa không quan trọng, quan trọng vẫn là việc hai người liệu có trân trọng nhau hay không mà thôi. Tuy nhiên có thể thấy ở thời điểm hiện tại, dù có không ít sóng gió nhưng Khánh Thi Phan Hiển vẫn yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Tổ ấm nhỏ của cặp đôi vàng trong làng Dan Sport vẫn khiến mọi người ghen tị, ngưỡng mộ.